Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà đến với kênh của Hương Trích. Hôm nay em xin lên một sản phẩm mới cho các bác, đấy là bảng vẽ điện tử. Bảng vẽ điện tử dành cho các bé nhé. Bé nào quen với bút, với lại cách cầm bút và viết vẽ các hình, học tập rất là thuận tiện. Thì bây giờ em xin vào chi tiết cái sản phẩm này cho các bác xem nhé. Em xin sơ qua về cái sản phẩm này cho các bác xem nhé. Màn hình của cái bảng này là 8.5 inch, đấy, để viết vẽ. Cái này thì dễ dàng viết vẽ này, xóa cũng dễ dàng này. Cái pin của nó sử dụng được 2 năm, hết pin thì mình lại thay pin. Cái pin của nó là dạng pin cúc nhé, an toàn cho mắt, có thể lưu giữ lại được các bức ảnh của mình. Thì bây giờ em xin mở hộp chi tiết các bác xem cái bảng này. Cái bảng này thì nó cũng xuất hiện cũng khá lâu rồi, nhưng mà giờ mới về đến bên em. Đây, ở trong có chống sốc đàng hoàng nhé. Đây là cái sản phẩm này. Cái màn của nó đen còn khung viền và mặt đằng sau là màu đỏ. Đây em có thêm bút đây. Bút của bảng này. Bút của bảng này. Ở đằng sau nó có cái chỗ đẩy, các bác đẩy tay đằng sau lên là bút nó lên này. Đây bút đây. Chỗ này là chỗ để các bác thay pin này. Pin đây. Đấy, tháo cái ốc tô vít ra và đẩy cái này ra là kéo pin ra ngoài. Đây nó ở dưới này nó có hai cái nó có một cái công tắc này. Cái chỗ bên này để các bác khóa cái hình lại. Tức là mình vẽ. Đây ấn cái nút này là xóa rồi. Đấy, ấn một cái là xóa trắng luôn. Đây. Ví dụ mình vẽ. Mình vẽ. Đây. À cờ. Rất là đẹp nhé, nét lên rất là đẹp. Đây mình đã viết chữ A B C này, đấy, và hình linh tinh này. Thì các bạn chỉ cần ấn một nút đấy là nó xóa đen xì luôn. Nó giống như một cái iPad này, rất dễ sử dụng. Và khi mà các bé vẽ được một hình đẹp muốn lưu lại để bố mẹ chụp ấy, thì chỉ việc gạt cái công tắc này, là cái công tắc trong nguyên khóa này, thì mình ấn nút xóa là nó sẽ không xóa đi, nó sẽ lưu lại cho mình nhé. Nó lưu lại cho mình. Ok. Sau đấy mình muốn xóa thì mình lại gạt cái công tắc vào đây và ấn nút xóa. Đấy. Nó cái thế bảng này nó mới và cái viết cái nét viết của nó rất là đẹp. Rất là dễ viết, nó không như cái bảng ngày xưa. Bảng ngày xưa là mình bảng từ mình phải gạt nó xóa và nó cũng không được chi tiết, nó không được đẹp như này. Và xóa nó cũng không sạch bong như này nhé. Đấy, cái này xóa có là sạch hết luôn. Đấy, nên các bác mua về cho các bé tập cầm bút rồi viết rất là dễ. Và một cái điểm hay của cái này nữa là khi mà cái bút này mà các bé có nó làm mất hay làm gì rơi mất, thì chúng ta có thể dùng thứ khác để viết lên bảng được. Ví dụ mình lấy cái móng tay mình viết cũng được này. Đấy, còn là các bác lấy cái bút bình thường các bác viết lên cũng được. Chỉ cần một cái vật tức là nó cứng và có đầu nhỏ là mình viết được luôn. Đấy, chứ không cần phải bút của bảng. Kích thước vừa vặn, gọn nhẹ để sử dụng. Thế nên là rất phù hợp cho các bé chơi cũng như là học. Đấy, sản phẩm có sẵn ở cửa hàng của em nhé. Các bác cần thì cứ qua hoặc là đặt online thì qua số Zalo của em liên hệ để đặt. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để có video mới sẽ thông báo cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.